vấn Mỹ Tâm bỏ đi khi Jack biểu diễn ở Vietnam Idol, liệu có phải vụ ké phim Messi? Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về việc các giám khảo Vietnam Idol, bao gồm nữ ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, lần lượt bỏ đi khi đến phần trình diễn của Jack tại đêm gala của Top 15. Cụ thể, trong tập phát sóng Vietnam Idol tối qua mùng 2 tháng 9, Jack là nam ca sĩ khách mời để trình diễn sau khi Top 15 Vietnam Idol kết thúc phần dự thi của mình. Tại đây, anh đã biểu diễn ca khúc Xóa tên anh đi. Đáng chú ý, khi máy quay lên xuống khu vực khán giả, bên cạnh sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, thì ba vị giám khảo quyền lực cũng đã không còn ngồi ở đó. Điều này làm rộ lên nhiều nghi vấn về việc Jack không được lòng những nghệ sĩ đi trước. Tuy nhiên, sự thật chuyện này ra sao? Trước khi Jack trình diễn là tiết mục dự thi của thí sinh Lê Khoa, có thể thấy trong lúc này, cả ba vị giám khảo vẫn vô cùng hào hứng nhận xét. Chiếc bàn giám khảo vẫn được bật đèn sáng rực. Ngay sau khi Lê Khoa trình diễn xong, cả ba vị giám khảo đã chia sẻ cảm xúc của họ về top 15. Ngay sau đó rời khỏi sân khấu, về lại hậu trường để thảo luận việc chọn ra top 10 từ 15 thí sinh dự thi. Có thể thấy, không hề có chuyện các giám khảo xem thường Jack. Họ có nhiệm vụ quan trọng ở hậu trường để tìm ra top 10 được công bố ngay sau màn trình diễn của Jack. Màn trình diễn của nam ca sĩ sinh năm 1997 bên cạnh hâm nóng bầu không khí, còn có nhiệm vụ kéo thêm thời gian để ba giám khảo đưa ra quyết định quan trọng. Sau tiết mục, nam ca sĩ phải nán lại sân khấu để trò chuyện với MC Đức Bảo, đưa ra lời khuyên dành cho các thí sinh năm nay. Jack nói, mình có ước mơ, hoài bão thì cứ tiến về phía trước. Một ngày nào đó thành công sẽ đến với mình. Tôi là một người tích cực, luôn muốn bay thật xa để khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, tôi không hối hận mà cảm thấy rất tuyệt vời. Sự xuất hiện của Jack trong chương trình lập tức thu hút sự quan tâm của khán giả và cộng đồng mạng. Đặc biệt trong bối cảnh nam ca sĩ vừa tái xuất với MV Từ nơi tôi sinh ra. MV này gây chú ý với sự xuất hiện 6 giây của siêu sao bóng đá thế giới Lionel Messi. Ca khúc và MV xuất phát từ cuộc gặp gỡ của anh với thần tượng Lionel Messi. Cụ thể, ngày 11 tháng 5, Jack sang Paris, Pháp để gặp Messi theo lịch hẹn từ trước. Cuộc gặp để lại nhiều cảm xúc khiến Jack muốn biến câu chuyện này thành nguồn cảm hứng cho khán giả của mình, đặc biệt là những người yêu bóng đá. MV Từ nơi tôi sinh ra kể về một cậu bé ở làng quê sông nước miền Tây là hình ảnh của Jack. Cậu rất yêu bóng đá và hâm mộ Messi từ thuở bé, khi lớn lên có cơ hội gặp gỡ thần tượng của mình tại Pháp. Jack cũng trở về làng và truyền tình yêu bóng đá cho đám trẻ con. Trong MV có cảnh Jack và Messi ôm nhau, vỗ vai và chào hỏi, trò chuyện vài câu. Tổng cộng thời lượng Messi xuất hiện chỉ khoảng 4 giây. Tối 31 tháng 8, MV Từ nơi tôi sinh ra viral trên mạng xã hội ngay sau khi công bố. Bên cạnh những người hâm mộ Jack, các fanpage, cộng đồng hâm mộ bóng đá và đặc biệt là cộng đồng hâm mộ Messi rất quan tâm đến MV. Sau đó trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường đã đăng tải dòng trạng thái cực căng khiến nhiều người đọc liên tưởng ngay đến câu chuyện của Jack những ngày qua. Theo đó, nhiều thông tin chưa xác thực đăng tải trên các trang mạng xã hội cho rằng Jack gặp được Lionel Messi để quay lại đưa lên MV Từ nơi tôi sinh ra chính là nhờ đi theo đoàn với doanh nhân Quốc Cường. Một số thông tin đồn đoán cũng cho rằng Jack đã chi số tiền rất lớn, khoảng 60 tỷ đồng để có được khung hình với Lionel Messi trong MV. Trở lại với doanh nhân Quốc Cường, anh đã đăng tải dòng trạng thái gay gắt. Em không biết xử lý với truyền thông thì để đó anh dạy cho em biết. Dưới bài đăng, doanh nhân này để lại thêm bình luận. Nói gì thì nói, chém gì thì chém, không được quan tâm nhưng ảnh hưởng đến gia đình, anh em bạn bè anh thì không được. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đăng tải, doanh nhân Quốc Cường đã xóa dòng trạng thái nói trên. Dù đã xóa và cũng không hề nhắc đích danh bất kỳ ai, bài đăng vẫn được rất nhiều trang mạng xã hội chụp lại, chia sẻ rầm rộ và cho rằng bài viết đề cập đến Jack. Sau đó, hôm 3 tháng 9, trên fanpage Jack J97, fanpage J97 Entertainment và qua thông cáo báo chí gửi đến các báo, ca sĩ Jack và đại diện pháp lý phủ nhận tin đồn liên quan đến con số chi phí mời siêu sao bóng đá Lionel Messi, các chi phí cho mối quan hệ bạn bè, người thân trong chuyến đi và đặc biệt là cá nhân Messi. Đồng thời, Jack cũng xin lỗi các cá nhân, cộng sự, đối tác liên quan. Tuy nhiên, động thái này được đánh giá là khá muộn màng vì một số tin đồn xung quanh việc Jack gặp huyền thoại bóng đá Messi đã được lan truyền trên mạng xã hội từ tối 31 tháng 8 trước khi MV Từ nơi tôi sinh ra được tung lên YouTube vào lúc 20 giờ. Jack cũng chỉ lên tiếng sau khi doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người có mặt trong cuộc gặp Messi, vài lần đăng bài lên trang cá nhân yêu cầu đính chính. Hôm 3 tháng 9, fanpage Jack J97, kênh chính thức hiện nay của nam ca sĩ với 2,3 triệu lượt theo dõi, thừa nhận việc xử lý chậm trễ. Fanpage viết, gửi lời xin lỗi chân thành đến các đơn vị tổ chức, cá nhân, các anh chị em, bạn bè, ông Phạm Ngọc Quốc Cường,
các team hoạt động sản xuất vì đã xử lý chậm, gián tiếp làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, tinh thần và những việc không liên quan. Thiết nghĩ mạng xã hội có quy mô quá lớn, những điều tiếng đồn thổi sai trái là không thể kiểm soát triệt để tất cả. Bằng tất cả sự khiêm tốn, mong rằng mọi người thật sự thông cảm. Trao đổi với báo Giới, nhà báo Trương Anh Ngọc, bình luận viên kiêm chuyên gia trong lĩnh vực thể thao quốc tế nhận định, phía Jack mắc lỗi truyền thông mập mờ trong sự việc này. Nhà báo Trương Anh Ngọc nói, sự việc này rất đáng tiếc vì dù ai là người tung tin đồn, bên Jack cũng được hưởng lợi từ việc thông tin mập mờ trong hơn một ngày. Trong khi đó, phải đến khi doanh nhân Phạm Ngọc Quốc Cường, người biết rõ hơn tất cả về vụ việc và là người đi cùng Jack, đã phản ứng rất mạnh thì Jack mới lên tiếng và xin lỗi. Đây là cách xử lý truyền thông rất tệ. Một nghệ sĩ nên dùng sự minh bạch và tài năng của mình, không nên dùng hình ảnh vào một câu chuyện như thế này để tạo view. Theo ghi nhận, trong buổi họp báo ra mắt MV chiều 31 tháng 8, vấn đề được báo chí quan tâm nhất là Messi có cho phép Jack sử dụng hình ảnh của anh trong MV này. Jack đã thuyết phục như thế nào để có được sự đồng ý vì một ngôi sao bóng đá lớn như vậy thì không thể được sử dụng hình ảnh mà không có lý do phù hợp. Trước câu hỏi này, Jack trả lời rằng người môi giới Messi nói rằng MV không được nhắc đến chuyện chính trị, quốc gia và không kinh doanh hình ảnh của Messi. Do đó, ekip không bật kiếm tiền trên YouTube, không kêu gọi nhãn hàng tài trợ. Tuy nhiên, nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định việc một cầu thủ siêu sao xuất hiện trong một MV là chuyện không hề đơn giản. Anh phân tích, có những văn bản và giao kèo liên quan không? Một đơn vị sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng trong bất cứ sản phẩm nào trên mạng hay trên truyền hình đều phải xin phép người đó và được cho phép. Trong khi đây còn là siêu sao thuộc hàng nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Nhà báo này cũng cho rằng không thể khẳng định MV hoàn toàn không có giá trị thương mại bởi sự xuất hiện của một siêu sao tầm cỡ Messi ở bất cứ đâu cũng mang lại hiệu ứng rất lớn. Ông Nguyễn Ngọc Long, người sáng lập truyền thông Trang Đen, phân tích trên trang cá nhân về khía cạnh truyền thông trong vụ việc. Theo ông Long, trong số 16 concept, tạm dịch là mô hình, truyền thông bất biến do truyền thông Trang Đen nghiên cứu và công bố, thì vụ việc này xuất hiện 3 concept, đó là người nổi tiếng, Messi, tài sản lớn và gây tranh cãi. Trong đó, gây tranh cãi là yếu tố quan trọng nhất, nhưng nếu muốn thành công phải có tối thiểu 3 yếu tố nhỏ, đó là câu chuyện gây tranh cãi, kịch bản tranh cãi và cái kết có hậu. Về câu chuyện, đây là một câu chuyện rất đáng chú ý khi một huyền thoại bóng đá thế giới được cho là tham gia vào MV của một ca sĩ Việt Nam. Về kịch bản tranh cãi, có rất nhiều khía cạnh có thể khai thác ở đây. Ví dụ, Messi có thật sự xuất hiện trong MV hay đây là hình ghép bằng AI? Jack có xứng đáng đứng chung với Messi hay không? Messi có nên quảng bá cho một nghệ sĩ tai tiếng hay không? Ông Ngọc Long nhận định, cách cả Jack và ekip mập mờ trong việc trả lời phỏng vấn đã đẩy câu chuyện số tiền mời Messi lên thành chủ đề gây tranh cãi.